quả rất là to đều luôn. Ăn hạt với cả sữa chua, ít đường. Siêu lười uống nước lọc luôn đấy mọi người. Cho mọi người xem cái này hay lắm. Quà kỳ học mới cho em gái. Hôm nay thì sẽ là công chúa. Sườn xào chua ngọt. Sườn đấy chắc là tầm 30cm ấy. Đây là những món mà mình đã đặt cách đây vài tiếng. Ở bên Hàn sẽ có một vài địa điểm nếu mà mọi người khi đặt đồ ấy là trong vài tiếng sau này nó sẽ giao rồi. Có dịch vụ gọi là giao lúc rạng sáng và phải ở những cái khu ví dụ như là gần chợ, gần siêu thị. Tối hôm qua mình đã đặt mua chili này. Cái này là sữa chua và thường những cái đồ mà bảo quản đông lạnh ấy, thì họ sẽ cho thêm đá như thế này. Cái này thì mình không có được dùng luôn mà mình phải trả lại. Sẽ rút cái địa chỉ ở đây ra. Họ để lấy cái thùng này đi. Ui, hôm qua mình đặt cái này thì mình thấy nó có vẻ ngon thôi. Cái này là dâu tây trắng mà nó không trắng lắm đâu. Nó kiểu hơi hồng hồng một xíu ha. Nhưng mà quả rất là to, quả siêu to luôn. Trước khi đi ngủ đặt máy này là đến lúc ngủ dậy là sẽ có đồ ăn rồi mọi người ạ. Không chỉ có đồ ăn đâu, quần áo, giày dép hay tất cả mọi thứ. Vẫn có những cái sản phẩm mà họ giao lúc rạng sáng ấy. Ui. Cái này là dâu tây mà mình mua rất là rẻ. Nhưng mình không nghĩ là họ sẽ đóng gói cẩn thận như thế này. Tính ra là có 8.000 một hộp, là khoảng tầm 150.000 tiền Việt. Và bây giờ thì mình sẽ ăn xào với trái cây, sữa chua. Bạn mình thì bán cái này ở bên Hàn, nên là hôm trước đến rồi cho mình một hộp. Sáng thì ăn cái này với cả sữa chua rất là ngon luôn. Giờ thì ăn sáng với mình nha. Buổi sáng của một cựu học sinh. Bây giờ là lấy chồng rồi. Và chồng mình thì đi làm từ sáng sớm rồi. Mọi người nhìn này, quả rất là to đều luôn ấy. Mọi năm đến mùa dâu là mình sẽ đi hái dâu ấy. Năm nay chưa được đi hái tại vì về Việt Nam quá trời. Mình về Việt Nam sang lại Hàn mới có 2 tuần thôi, nhưng mà 2 tuần nữa là mình lại về tiếp rồi. Đợt này mình đang cứ cố giảm cân để mấy nữa về Việt Nam đi đám cưới mặc áo dài cho đẹp. Đợt Tết là cũng muốn giảm cân để mặc áo dài rồi á, nhưng mà không thể nào mà giảm được tại vì Tết ở Việt Nam quá trời những món ngon đi. Ở Hàn thì có rất là nhiều loại sữa chua, nhưng mà mình thấy cái loại sữa chua này này mình thích ăn nhất luôn ấy, tại vì nó rất giống sữa chua hồi bé mà mình hay ăn ở Việt Nam. Cái này thì nó không có nhiều đường lắm đâu. Bữa sáng như thế này rất là thích hợp cho những bạn nào mà đang muốn giảm cân đấy mọi người ạ. Ăn hạt với cả sữa chua, ít đường. Ăn sáng xong rồi bây giờ mình sẽ dọn nhà một xíu và đi tập thể dục. Nó là đi tập thể dục thôi chứ thật ra là mình cũng chỉ có đi chạy bộ. Ở dưới chung cư của mình thì có rất là nhiều máy tập, nhưng mà mình thì thích nhảy dây hơn. Đặt mục tiêu mỗi ngày là nhảy 2-3.000 giây, kết hợp đi bộ chạy bộ nữa. Tại vì ở bên Hàn thì thường địa hình đi bộ rất là nhiều luôn. Từ sáng giờ nhảy được có 143 cái. Bây giờ mình sẽ reset lại từ đầu này. Thế thôi. Một vật gọi là bất ly thân của mình và đây gọi là cái đây, thói quen mỗi ngày là chính là chai nước này đây mọi người. Nạp nước cho cơ thể mỗi ngày là thói quen mà không thể bỏ qua rồi. Nhưng mà mình thì là cái đứa mà siêu lười uống nước lọc luôn đấy mọi người ạ. Nên là mình thay vào cái này. Đi tập thể dục là phải có em này. Lúc nào khát cái là uống liền luôn. Và đây chính là sân tập ở dưới nhà mình. Chai nhỏ nhỏ này thì mình đựng khoảng tầm 300ml nước. Đó, mình pha với cả viên sủi Paraporope của nhà Bilab. Tác dụng chính của em này thì là tăng khả năng chuyển hóa chất béo này. Nói chung là giúp ích khá nhiều cho cái quá trình tiêu hao năng lượng cơ thể của mình ấy. Và quan trọng đối với mình là uống rất là ngon nha mọi người. Kiểu chua chua ngọt ngọt. Có bạn nào đang cần tìm một sản phẩm hỗ trợ cho quá trình giữ dáng ấy thì mọi người có thể tham khảo em này nha. Cái này calo. Và cái này là tính số lượng cái. Quay một vòng thì nó sẽ là một cái. Dùng cái này nhảy ok này mọi người. Kiểu nó cũng nặng tay, nhảy như nhảy dây bình thường thôi mà lại còn đếm được số cho mình nữa. Bạn nào mà có đam mê bộ môn nhảy dây ấy thì có thể tham khảo mấy cái này này. Mình đã nhảy xong 2.000 cái. Giờ thì mình sẽ về tắm, thay đồ và đi tiếp. Về nhà dọn nhà chạy deadline xong là đã 1 giờ chiều rồi mọi người ạ. Hôm nay thì ở Olivia là ngày sale cuối cùng rồi, nên bây giờ mình sẽ ra ngoài xem thử là có mua được món gì không. Sau đó sẽ là đi cà phê, ăn trưa và chạy deadline tiếp. Ta ta, mình đã đến rồi đây. Món mà mình cần thì nó lại không có sale với cả hết hàng rồi. Đi ăn ha. Giờ thì mình sẽ vào ăn trưa và chạy deadline ở quán này luôn. Paris Baguette thì là hãng bánh ngọt mà bán chạy nhất ở Hàn luôn ý. Nhưng có một món mà mình rất là thích ở đây đó chính là salad. Salad ở quán này ngon lắm với mọi người ạ. Ra ngoài ăn là mình sẽ thường thủ sẵn em này mọi người ạ.
Uống em này thì hỗ trợ hạn chế tích tụ mỡ này. Thật sự là đợt này mình quyết tâm giảm cân lắm luôn ấy, phải quay lại 45 cân để mấy nữa hè mặc đồ cho xinh. Mình đã mua em này ở Việt Nam từ hồi Tết mình người ăn Tết cơ, chuẩn bị sẵn từ lúc ấy rồi cơ mọi người ạ. Nhưng em này không phải là thuốc giảm cân cấp tốc đâu nha mọi người ơi. Nhưng mà nhờ có em nó mà mình ăn uống cũng đỡ lo hơn nhở. Thường mỗi lần đi cà phê là mình sẽ ngồi 1 đến 2 tiếng, tranh thủ chạy deadline tại vì đợt này mình cũng nhiều công việc cùng một lúc nên là hơi bận. Trên đường về thì mình sẽ ghé vào Taiso cho mọi người xem cái này hay lắm. Taiso nổi tiếng bán đồ rẻ thì mọi người biết rồi ha, cái đắt nhất là 5.000 won thôi. Nhưng quan trọng nhất là Taiso dạo này bán cả đồ make up nè, skin care các thứ. Hàng rẻ nhưng mà không phải dởm đâu nha, có những thương hiệu nổi tiếng hẳn hoi. Vào đây ngắm nghía cũng đã lắm. Có một cái sự gọi là hồng phấn bao trùm cả Taiso ở gần nhà mình. Chắc là màu chủ đạo của tháng này là màu hồng ha. Cái bình nước này xinh quá trời này mà chỉ có 5.000 thôi. Nói chung là vào Taiso ngắm đồ thì cả một ngày không chán luôn. Giờ thì mình sẽ về nhà một xíu và từ giờ đến tối thì mình sẽ có hẹn với cả em gái của mình cùng những người em khác nữa. Tháng 3 là bắt đầu kỳ học mới ở Hàn và hôm nay là ngày đầu tiên mà em mình đi học. Chiều tối thì mình có rủ đi chơi tại vì tranh thủ hôm nay em mình cũng không phải đi làm thêm ấy. Chọn đi, thật, mua thật. Quà kỳ học mới. Mua cái này đi học không? Em mình rất là thích túi hãng này. Chọn đi, mua cho một cái này. Cơ hội duy nhất ngày hôm nay nhá. Xinh, cái này xinh mà đẹp. Ê nhưng mà cái này đi học được nhiều sách này. Lấy cái kia không? Cho cơ hội duy nhất đó. Chơi gì có tôi cắt chi chưa xe hả? Để để. Ê dây dài để đeo cũng xinh này. Quà kỳ học mới cho em gái. Nhưng mà biết là nó đi học nó cũng chả mang sách vở đâu mà. Đó, đi tiếp. Mua tiếp. Hôm nay thì sẽ là công chúa. Giờ là 8 giờ tối và bọn mình mới bắt đầu đi ăn tối. Hôm nay là ngày anh Hun nhận lương nên anh Hun có bao mình và ba người em nữa đi ăn thịt bò. Dạo này anh Hun cũng ăn kiêng nên mình thường toàn ăn ức gà không à. Ăn đi, ăn mấy cái này không béo đâu, thật. Ngon thì không calo. Ngon thì không calo. Em ăn sườn nha. 4 cục sườn cho 4 chúng ta thôi, anh Hun không ăn. Sườn xào chua ngọt. Không được dùng của iPhone X à? Hôm nay chủ yếu là mua cho các em ăn thôi, chứ mình với anh Hun là hứa với nhau phải giảm cân nên ăn chút chút thôi nha. To nhở? Sườn đấy chắc là tầm 30cm ấy. Ăn nha mọi người ơi. Chị gửi em đi. Tiếp theo là đến với bộ môn mà em gái mình nó thích nhất, đó chính là gấp gấu. Và gấp được thật mọi người ạ. Được một cái ba lô để đeo đi học nè. Mình cũng gấp được một bé và đó, quanh đi quẩn lại là hết một ngày rồi. Một ngày dạo này với mình đó chính là deadline và giảm cân. Có nhiều thói quen giúp chúng ta duy trì hoặc giảm cân nặng như tập thể dục mỗi ngày này. Cái này là quan trọng nhất nha. Tiết chế thói quen sử dụng thực phẩm có đường này, uống nhiều nước. Thêm vào đó thì có thể sử dụng các sản phẩm hỗ trợ thân thiện với sức khỏe. Và quan trọng nhất là phải giữ một thói quen sinh hoạt điều độ, ngủ sớm, ăn uống đúng giờ. Để lúc nào tinh thần của chúng ta cũng thoải mái. Mình cũng chỉ đang trên con đường cố gắng tạo những thói quen tốt thôi. Chúc mọi người chuẩn bị chào hè thật chill nha. Thank you.